Khi thắp hương mùng 2 Tết, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm, giàu có quanh năm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa quý vị, cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào các ngày lễ Tết, Dỗ Chạp, đặc biệt là cái Tết Nguyên Đán ấy, là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt. Bên cạnh cái việc chuẩn bị lễ vật dâng cúng thì những người cúng cũng nên là lưu ý là khấn gì cầu gì mỗi khi mà lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng cái sự thật ấy, nếu mà muốn cái việc thắp hương, khấn vái nó được thuận lợi hanh thông và nó có cái tác dụng tốt nhất ấy, thì trước tiên chúng ta cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết là thắp hương nên khấn gì, cầu gì trong cái ngày mùng 2 Tết mỗi khi mà lên hương. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài khấn ngày mùng 2 Tết năm 2024 năm Giáp Thìn, để quý vị có được những câu khấn chuẩn chỉ nhất đó. Và cái việc cúng bái nó sẽ trở nên chuẩn chỉ hơn và không phạm phải những cái đại kỵ trong tâm linh, mà lại hiệu quả, giúp cho quý vị cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Đó, Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư, Văn Khấn Toàn Thư, để chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn ngày mùng 2 Tết. Đó, thì cái quyển Văn Khấn Toàn Thư có 77 bài văn khấn nhé, 77 bài văn khấn, đầy đủ tất cả trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp cũng như là cúng giải hạn, để cúng động thổ xây nhà có hết, để cho quý vị lựa chọn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé, để chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán tới đây, ngày mùng 2 Tết. Quý vị thân mến, cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp. Cái nén hương trong ngày Tết được thắp lên thì mọi người cũng cảm thấy là ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tâm linh, tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Đây cũng được xem là một cái hình thức đốt vía cầu may, được sử dụng rộng rãi cái đời sống văn hóa của người Việt. Nghi thức dâng hương là cái tập tục, tập quán mà hầu hết người dân châu Á đều biết, dù bất cứ cái lứa tuổi nào và sống ở đâu đi chăng nữa. Cái tục lệ thắp hương nó đã đi vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp văn hóa truyền thống gần gũi và linh thiêng. Dù không phải là mê tín dị đoan, tâm thức của người dân châu Á, đặc biệt là người dân Việt Nam đều tin rằng cái nén hương khi đốt lên cũng như là một nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới tâm linh, đúng không? Thế giới âm, dương, thế giới hữu hình và thế giới vô hình. Tuy nhiên, về mặt tâm linh ý, có người thì vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về ý nghĩa của việc dâng hương theo truyền thống ông bà. Thưa quý vị, cái tục lễ dâng hương, khấn vái thì trong nghi lễ của Phật giáo ấy, hương là một trong 6 lễ vật để dâng cúng, có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương thơm, đèn, đấy, trà, trái cây, thức ăn. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu cái ý nghĩa sâu xa của việc thờ cúng Phật nên là bày yến tiệc, linh đình, nói chung là rất lãng phí mà lại không thể hiện được cái tấm lòng thành của chúng ta. Theo quan niệm của Phật giáo, cái lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải bày yến tiệc thịt cá heo gà linh đình. Vì đúng theo cái ý nghĩa cúng Phật ấy, thì chỉ nên dùng gì hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái cây cũng như là nước trong là đủ. Phật không phải ở trên bàn thờ, không phải trong những pho tượng, mà ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Thì ngoài cái nén hương được dùng cái ngọn lửa để đốt lên ấy, thì quý vị cũng có thể dùng cái đức tin của mình để thắp lên những cái nén tâm hương, tức là hương từ trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương để cúng dường cho Đức Phật, đúng không? Chúng ta có giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Và tiếp theo sẽ là khi thắp hương thì chúng ta nên cầu gì, khấn gì để được may mắn bình an trong cái ngày mùng 2 Tết. Quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì, khấn gì cho đúng ấy, để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với tổ tiên, với các vị thần Phật, để được thần Phật phù hộ. Thì ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách thắp hương ở nhà chuẩn nhất trong cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp và những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng nói về cái tư thế thắp hương. Các bạn cần phải sắp xếp các lễ vật thờ cúng một cách gọn gàng đấy, trên bàn thờ gia tiên rồi mới tiến hành cái công việc thắp hương.
Khi cắm hương thì gia chủ cũng cần phải chú ý về cái tư thế, về cái phong thái của bản thân. Cần phải trang nghiêm, không được vội vàng và phải cung kính. Đặc biệt là cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái bát hương không được quá xa, cũng không được quá gần. Phải vừa đủ để chúng ta với tay lên mà cắm hương. Khi lấy hương thì các bạn cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi vãi. Nếu mà cắm hương, nên cắm hương thẳng. Nếu thắp nhiều hương ấy, thì các bạn nên tách ra, đúng không? Để cho hương không bị bốc cháy. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại cái chủ đề là khi thắp hương thì chúng ta nên khấn gì nói gì vào cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp, đặc biệt là ngày mùng 2 Tết. Thưa quý vị, mỗi cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp thì có những cái bài văn cấn cúng khấn khác nhau. Tuy nhiên, khi thắp hương các bạn cũng cần phải nói rõ về tên, tuổi, địa chỉ của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình, kế tiếp là đến địa chỉ nơi ở, ngày tháng năm, cả âm lịch và dương lịch của ngày hôm đó. Cuối cùng, các bạn cầu khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu duyên và cầu khấn lệnh bề trên một cách thành kính để được phù hộ độ trì. Mùng 2 Tết, cúng cụ chứ khấn nôm. Quý vị cứ đọc đúng câu này, lộc đổ về gấp 5, gấp 10 lần, cầu gì thì được nấy. Quý vị có thể mở trang 27 nhé, trang 27 của quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để chúng ta thì có cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Con lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, bản gia thổ địa, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các bậc tiên gia và chư vị tôn thần cai quản trong đất này, xứ này. Con kính lạy Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, Nội Ngoại Dâu Rể, Bà Tổ Cô, Ông Mãnh, Hội Đồng Gia Tiên Họ. Kính mời các cụ hiển linh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2024 âm lịch, tức là ngày Ất Tỵ tháng Bính Dần năm Giáp Thìn, là ngày mùng 2 Tết. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết tháng Giêng năm Giáp Thìn, chúng con kính cẩn mời ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản Gia Táo Quân cùng các vị chư thần tôn thần lai giáng chứng lễ cho gia đình chúng con. Tiết xuân năm mới, xin các ngài phù hộ độ trì cho toàn gia khỏe mạnh, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm đến ơn đức tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tất cỏ báo đáp ba xuân. Chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sắm sửa lễ vật, mâm cơm kính mời gia tiên thụ nhận. Kính mời các cụ Cao Tàng Tổ Khảo, Cao Tàng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nam nữ tử tôn, nội ngoại cúi xin thương xót cho con cháu, linh thiêng dáng về linh sàng, phù hộ độ trì cho con cháu năm mới được an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điều lành tiếp ứng. Tiến chủ con lại mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ ở trong ngôi đất này xứ này về hâm hưởng, dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám, phụng duy cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khấn xong quý vị vái ba vái. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài văn khấn về ngày mùng 2 Tết. Thưa quý vị, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì? Trong thắp hương có những điều kiêng kỵ gì? Khi thắp hương thì quý vị tuyệt đối không được nói to, không được gây ồn ào ở cái không gian thờ cúng, không mặc quần đùi, áo sát nách, áo hai dây và những cái trang phục thiếu vải. Không thắp hương theo số chẵn, bởi theo quan niệm phong thủy ấy, thì những con số này nó phạm phải những cái điều không hay. Không dùng hương uốn tàn hay là cong tàn, bởi chúng đều đa phần đã xử lý qua hóa chất hoặc là gì ngâm trong dung dịch axit, khi đốt lên thì sẽ sinh ra nhiều cái khói độc gây hại. Hy vọng những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn biết rằng khi thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết chúng ta nên cầu gì khấn gì. Chúc các bạn và gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vui vẻ và thành công. Tiếp theo Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những câu hỏi mà quý vị khán giả vẫn đang thắc mắc. Cái câu hỏi thứ nhất là thắp hương hàng ngày có tốt không? Quý vị ạ, cái việc thắp hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần, ban thờ Phật, ban thờ thần tài là một việc mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng là sâu sắc. Thế nhưng
có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là một cái điều mà không phải gia chủ nào cũng được có được cái lời giải đáp phù hợp và đúng với cái tiêu chuẩn cho riêng mình. Theo quan niệm trong phong thủy thờ cúng hiện nay thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì được cái thói quen hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, ngày Tết với một chút hoa quả lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để gì? Để thể hiện cái tấm lòng thành kính. Ngược lại, nếu mà gia chủ có điều kiện về thời gian thì các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên ban thờ nó sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người sẽ được nhẹ nhàng, an yên hơn. Trong gia đình, bàn thờ ông bà tổ tiên, bàn thờ thần Phật, bàn thờ táo quân ấy, thì nhiều gia đình còn thờ thêm bàn thờ Phật và bàn thờ ông địa, thần tài. Dù vậy, khi thắp hương ở bất cứ bàn thờ nào thì gia chủ cũng cần phải ăn mặc chỉn chu chỉnh tề, khấn vái một cách thành tâm. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nên lưu ý chỉ thắp một nén hương. Bởi theo quan niệm thờ cúng trong dân gian, cái số nén hương được thắp là một trong những cái yếu tố mang nhiều cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là bày tỏ cái tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Đồng thời, khi thắp hương thì các bạn cũng cần phải thắp hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính, vô lễ đối với các bậc bề trên, thần Phật, gia tiên cao quý. Câu hỏi thứ hai là thắp hương vào thời điểm nào trong ngày là đúng và chuẩn hợp lý nhất? Thưa quý vị, thì nếu mà quý vị đã theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua thì quý vị đã biết là Tử Thông cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ thắp hương tốt nhất trong cái dịp lễ Tết Dỗ Chạp và ngày rằm. Nói chung ấy, cái thắp hương vào cái thời gian nào là chuẩn nhất hàng ngày thì quý vị cũng nên xem xét, đúng không ạ? Thưa quý vị, câu hỏi nên thắp hương vào lúc nào trong ngày, dù là ngày lễ Tết Dỗ Chạp hay là ngày bình thường ấy, là câu hỏi của rất nhiều gia chủ quan tâm hiện nay. Bởi lẽ thắp hương vốn là một cái tập tục lâu đời đã xuất hiện và tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa Việt Nam hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên là lúc cái sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối một cách sâu sắc nhất. Với những cái ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này thì các gia chủ nên chọn thời gian thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi cái việc khởi động cái ngày mới bằng một nén hương thắp lên trên ban thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được cái ngày mới an lành và tràn đầy cái sức sống. Tương ứng với đó, cái việc thắp hương vào mỗi buổi chiều tối kết thúc một ngày làm việc vất vả bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn của gia chủ trở nên bình an hơn, bớt lo âu, bớt áp lực, bớt căng thẳng, bớt mệt mỏi. Theo đó, thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm và cái thói quen này nó mang một cái ý nghĩa tâm linh vô cùng là to lớn. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể thu xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng sớm trước khi mà đi làm và vào buổi tối khi mà trở về nhà. Nhưng tuyệt đối không nên thắp hương sau 7 giờ tối, quý vị nhé. Bởi cái việc thắp hương quá muộn sẽ khiến cho sinh linh lang thang nghe theo cái mùi khói hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, quấy phá gia đình của các bạn. Do vậy, nếu thắp hương vào buổi tối thì gia chủ nên thắp hương càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, hy vọng những cái chia sẻ mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp ích phần nào cho quý vị để biết được thời gian thắp hương chuẩn nhất, cũng như là gì, mỗi lần lên hương thì quý vị biết cầu gì, khấn gì để không phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh. Đó. Từ đó sẽ giúp cho gia chủ có được gia đạo bình an hưng vượng, tài lộc hanh thông, tấn tài tấn lộc. Cũng nhân dịp cái năm mới, Tử Thông xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, tiền tỷ cầm tay, ăn Tết giàu to. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.